Kính chào quý vị, mời quý vị cập nhật tin tức thời sự tối ngày 30 tháng 9. Những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phổ Cường, phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ và xã Ba Vinh, Ba Thành, huyện Ba Tơ. Nhiều ý kiến, vấn đề mà cử tri quan tâm đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trực tiếp giải thích, đồng thời yêu cầu các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong 9 tháng năm 2024, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được một số kết quả tích cực. Thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu và thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2024 diễn ra sáng nay do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai trương và phát động cài đặt sử dụng ứng dụng di động phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, 173 điểm cầu cấp xã. Hôm nay kỷ niệm 148 năm ngày sinh nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng. Ngày 1 tháng 10 năm 1876, ngày 1 tháng 10 năm 2024. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người. Những việc làm của những cá nhân, tập thể các cựu chiến binh từ vùng nông thôn đến thành phố, từ vùng biển đến vùng cao xa xôi càng ngời sáng phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ. Hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tiếp xúc với cử tri xã Phổ Cường và phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ. Hoạt động của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trần Phước Hiền. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2024. Đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 30 tháng 11 năm 2024. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 12 dự án luật và các vấn đề quan trọng khác. Trước kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiếp xúc cử tri 8 xã ở các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Cử tri xã Phổ Cường vui mừng về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn băn khoăn lo lắng về vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn. Dịch bệnh gia súc gia cầm vẫn còn xảy ra. Thiếu nước tưới vụ hè thu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân. Giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc. Cử tri cũng đề nghị quan tâm sớm triển khai thực hiện nâng cấp hồ Núi Ngang và hồ Liệt Sơn để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho một số xã phường trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Bởi qua các năm 2022 đến 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi khảo sát để có phương án nâng cấp hai hồ chứa này, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Cử tri phường Phổ Vinh kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó đáng chú ý là nội dung về công tác phòng chống tham nhũng. Cử tri cho rằng cấp tỉnh, trung ương đang thực hiện rất quyết liệt, nhưng ở cấp cơ sở, cụ thể là cấp xã còn có phần chưa quyết liệt, nên cần chỉ đạo theo dõi xử lý nghiêm để công tác phòng chống tham nhũng đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Đê sông Trường dài khoảng hơn 1.000 mét, vào mùa mưa lũ thường xuyên bị sạt lở, ảnh hưởng nhiều đến diện tích đất trồng lúa. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị các cấp đầu tư xây dựng bờ đê, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Trong nhiều năm qua, người dân gặp khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, dẫn đến khó khăn về chỗ ở. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trân trọng cảm ơn các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp giải thích các vấn đề cử tri quan tâm, yêu cầu chính quyền địa phương xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, khẩn trương thực hiện các bước cần thiết, xem xét vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân. Riêng về vấn đề tách thửa, cần phải có tư duy mới hơn, cố gắng hạn chế tách thửa, nhất là khi thị xã Đức Phổ đang phấn đấu trở thành đô thị sinh thái thông minh trong tương lai.
mong muốn cử tri tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng các cấp chính quyền phát huy truyền thống cách mạng của quê hương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 40 suất quà cho 40 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phổ Cường và phường Phổ Vinh. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ 500 triệu đồng và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 200 triệu đồng cho phường Phổ Vinh xây dựng công trình giáo dục. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Ánh Sương, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lương Văn Hùng đã tiếp xúc cử tri xã Ba Vinh và Ba Thành, huyện Ba Tơ. Cử tri xã Ba Vinh kiến nghị nhà nước cần xây dựng cầu vượt lũ để bà con nhân dân hai thôn Nước Lui và Nước Y thuận tiện qua lại vào mùa mưa lũ. Cần hỗ trợ thêm thuốc và vật tư y tế cho trạm y tế xã, vì hiện nay trạm y tế xã được cấp thuốc theo diện bảo hiểm y tế còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu khám bệnh và phát thuốc cho nhân dân. Cử tri mong muốn nhà nước quan tâm đầu tư một số tuyến kênh nội đồng tại địa phương để đảm bảo nước tưới cho các cánh đồng. Mong muốn nhà nước dồn điền đổi thửa các diện tích nhỏ hẹp sản xuất khó khăn để người dân thuận tiện sản xuất. Cử tri xã Ba Thành kiến nghị nhà nước cần nâng cấp cầu vượt lũ xã Ba Động để người dân hai xã đi lại vào mùa mưa được an toàn. Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Hiện nay hệ thống giao thông của xã xuống cấp, nhân dân đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa bị ngập úng, lầy lội. Nhà nước quan tâm sửa chữa nâng cấp hệ thống điện. Hiện nay điện rất yếu và thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở sinh hoạt văn hóa nhằm duy trì và phát triển văn hóa bản sắc địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận những ý kiến phản ánh của bà con cử tri, tổng hợp để kiến nghị lên các cấp bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trong 9 tháng năm 2024, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được một số kết quả tích cực. Thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu và thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2024 diễn ra sáng nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì phiên họp. Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên, lãnh đạo sở ban ngành và địa phương. Trong tháng 9, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,55% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng năm 2024 giảm 2,38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do nhà máy lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng định kỳ làm cho sản phẩm lọc dầu giảm 12,6%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 9 tháng năm 2024 tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 58.000 tỷ đồng, tăng 8,64% so với cùng kỳ, đạt 75,4% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% so với cùng kỳ, đạt 85% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,5% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch năm. Đến hết tháng 8 năm 2024, tổng dư nợ đạt gần 80.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2024 đạt 21.356 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, bằng 83,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng 9 ước đạt 1.770 tỷ đồng, lũy kế chi 9 tháng năm 2024 ước đạt 9.726 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,3% so với dự toán năm. Đến ngày 30 tháng 9, giải ngân khoảng 2.176 tỷ đồng, bằng 31,5% kế hoạch vốn giao. Về ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giải ngân 365 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch vốn được giao. Từ đầu năm đến nay, có 2 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn, với tổng vốn đăng ký đầu tư 348 tỷ đồng. Các hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức dưới nhiều hình thức đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại.
hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại như kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các tỉnh và các nước được thực hiện thường xuyên. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai. Cải cách thủ tục hành chính, ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác chuyển đổi số được chú trọng thực hiện trong tất cả các lĩnh vực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án đấu giá đất không có nhà đầu tư tham gia. Các dự án bất động sản đã đấu thầu, các nhà đầu tư chậm thực hiện. Trong khi nguồn thu tiền sử dụng đất trung ương giao cho tỉnh quá cao, dự kiến nguồn thu thực tế của tỉnh chỉ đạt khoảng 12,9% kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công còn chậm, trong đó nguyên nhân là do vướng mắc về quy định của pháp luật và cũng còn tình trạng địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn. Kết quả giải ngân đầu tư công thấp so với cả nước. Sản xuất nông nghiệp vẫn thiếu ổn định do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường. Ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng nhiều do dịch tả heo châu Phi, bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò xảy ra tại một số địa phương. Chất lượng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn có mặt hạn chế. Vướng mắc về cơ chế thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án chưa được tháo gỡ dứt điểm, dẫn đến hạn chế việc huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các quy định của pháp luật mới ban hành chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến khó khăn, lúng túng trong quá trình áp dụng, nhất là các quy định liên quan đến đất đai, đầu tư, đấu thầu, nhà ở. Việc thu hút các dự án đầu tư mới và triển khai các dự án đầu tư cũng sẽ gặp khó khăn hơn so với giai đoạn trước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, trong thời gian qua, Quảng Ngãi đối diện nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, nên kinh tế xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác trọng tâm quý tư và cả năm 2024, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định và không bỏ sót nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung triển khai thực hiện có nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao thứ hạng các chỉ số và chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2025. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh từng tháng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương hoàn chỉnh, trình thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cho các khu chức năng còn lại trong Khu Kinh tế Dung Quốc đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy hoạch tỉnh. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh thủ mặt bằng sạch tới đâu thì triển khai thi công đến đó. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và phương hướng 5 năm tới. Dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên, lãnh đạo sở ban ngành và địa phương. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 24 nhóm chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Đến năm 2025, dự kiến có 22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Riêng 2 chỉ tiêu dự kiến khả năng không đạt là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, tăng 6,64% một năm. Trong khi chỉ tiêu đề ra là tăng từ 7 đến 8% một năm.
và số huyện xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới đến năm 2025. Có 109 xã và 6 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, trong khi chỉ tiêu đề ra là 6 huyện và 119 xã. Thảo luận về việc xây dựng chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Các đại biểu dự họp thống nhất cao về chỉ tiêu hàng năm, gồm tốc độ tăng trưởng bình quân 7,5 đến 8,5%, năng suất lao động xã hội bình quân 7 đến 8%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700 đến 7.900 đô la Mỹ một người. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp xây dựng dịch vụ trong GRDP chiếm 73 đến 74%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 260.000 tỷ đồng. Phấn đấu thu ngân sách địa phương hàng năm vượt chỉ tiêu trung ương giao 5%. Cuộc họp cũng thống nhất xây dựng chỉ tiêu mới là đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đề nghị các ngành địa phương đặt quyết tâm cao nhất để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2021 đến 2025 và phương hướng phát triển 5 năm từ năm 2026 đến năm 2030. Đảm bảo việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tỉnh phấn đấu thực hiện. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai trương và phát động cài đặt, sử dụng ứng dụng di động, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, 173 điểm cầu cấp xã. Dự lễ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Mến, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương của tỉnh. Quảng Ngãi ra mắt đồng thời hai ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, app công chức và phục vụ hoạt động của tổ chức và công dân, app công dân. App công dân với tên gọi C, Quảng Ngãi là ứng dụng nền tảng di động được xây dựng theo hướng tích hợp nhiều dịch vụ, cung cấp công cụ để người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu hồ sơ, thủ tục. Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị về cán bộ, công chức hoặc cơ quan nhà nước. Ngoài ra, ứng dụng còn giúp người dân tự lưu trữ dữ liệu cá nhân. App công chức với tên gọi G Quảng Ngãi. App công chức tích hợp các phần mềm tác nghiệp hàng ngày của công chức, viên chức như một cửa điện tử, quản lý văn bản điều hành và cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp huyện. Với ứng dụng duy nhất, cán bộ công chức ở Quảng Ngãi sẽ thuận lợi về thao tác, sử dụng dữ liệu trong hoạt động công vụ hàng ngày. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, lễ khai trương đưa vào sử dụng hai ứng dụng di động là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu thêm một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc xây dựng ứng dụng di động phục vụ người dân và tổ chức nhằm hướng đến việc cung cấp một kênh truy cập duy nhất, đăng nhập bằng tài khoản VNEID, kết nối người dân với chính quyền, khai thác được nhiều phần mềm, hệ thống thông tin, nền tảng số, dịch vụ số do các cơ quan nhà nước cung cấp, vừa đơn giản, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa giúp chính quyền gần hơn với nhân dân, qua đó nâng cao chỉ số xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số, đóng góp vào thành công chung của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, để ứng dụng di động phục vụ cán bộ công chức viên chức tương tự như ứng dụng dùng cho người dân tổ chức nêu trên, dùng một ứng dụng di động khai thác sử dụng được nhiều phần mềm, hệ thống thông tin, nền tảng số trong hoạt động công vụ là một bước tiến kế tiếp để tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vào cuối năm 2025 theo lộ trình của chính phủ và chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn là chính quyền số, với mục tiêu hướng đến là công tác quản lý, điều hành có thể thực hiện hoàn toàn trên hệ thống thông tin và bằng dữ liệu số. Việc triển khai hay ứng dụng
lần này thể hiện mong muốn, kỳ vọng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 đề ra tại nghị quyết số 13 ngày 6 tháng 9 năm 2023 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Để việc triển khai hai ứng dụng di động thực sự phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm bảo đảm hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Phối hợp với cơ quan, chính quyền các cấp trong tỉnh lắng nghe ý kiến từ công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp để tiếp tục phát triển, nâng cấp những phiên bản tốt hơn, thuận tiện hơn. Khẩn trương hoàn thành việc đào tạo, tập huấn, chuyển giao phần mềm cho các đơn vị để kịp thời hướng dẫn tổ chức, người dùng cài đặt và sử dụng hiệu quả. Các sở ban ngành địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc sử dụng ứng dụng nhằm đổi mới phương thức làm việc, tăng cường sử dụng tài liệu điện tử, dữ liệu số, giảm giấy tờ để đổi mới, hiện đại hóa phương thức làm việc, tăng cường hiệu quả cải cách hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kêu gọi người dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, cài đặt và sử dụng các ứng dụng di động, thường xuyên sử dụng các hệ thống, nền tảng số do các cơ quan chính quyền thiết lập để phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thực chất và bền vững ở cả ba trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Trưởng nhóm nghiên cứu khảo sát về công nghiệp xây dựng, đô thị, dịch vụ, đối ngoại, thuộc Tổ nghiên cứu khảo sát xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, chủ trì cuộc họp với các thành viên để thông qua đề cương nghiên cứu khảo sát xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Việc nghiên cứu khảo sát lần này là nhằm đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện, tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 20, nhiệm kỳ 2020-2025 về lĩnh vực công nghiệp xây dựng, đô thị, dịch vụ và đối ngoại. Trên cơ sở đó, đề xuất cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển công nghiệp, xây dựng, đô thị, dịch vụ và đối ngoại, nhiệm kỳ 2025-2030, sát với thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Tại cuộc họp, các thành viên nhóm nghiên cứu khảo sát về công nghiệp xây dựng đô thị dịch vụ đối ngoại đã thảo luận thống nhất nội dung đề cương nghiên cứu khảo sát xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm hai phần. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, lĩnh vực công nghiệp xây dựng đô thị dịch vụ và đối ngoại, và quan điểm phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc, trưởng nhóm nghiên cứu khảo sát, yêu cầu đối với phần kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đề nghị các thành viên nhóm nghiên cứu căn cứ theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, bám vào đề cương của Tỉnh ủy, tổng kết đánh giá tồn tại hạn chế, đưa ra nguyên nhân và đánh giá tổng quát, cũng như bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 20 về lĩnh vực phát triển công nghiệp xây dựng đô thị dịch vụ và đối ngoại. Đối với quan điểm phát triển, mục tiêu chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, các sở ngành cần chú ý các nội dung, nhận định tình hình, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và kiến nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Phúc đề nghị các thành viên trong nhóm, nhất là lãnh đạo các sở ngành, cần nghiên cứu đặt ra các câu hỏi trong từng lĩnh vực nghiên cứu để làm rõ những vấn đề còn chưa rõ, các vấn đề khó khăn, tìm ra nguyên nhân của khó khăn, hạn chế, để tổng hợp, đánh giá cụ thể trong báo cáo chung của tổ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 với chủ đề chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Lễ phát động do Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và thành phố Quảng Ngãi phối hợp tổ chức. Tỉnh Quảng Ngãi có trên 179.000 người cao tuổi. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người cao tuổi.
người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, nêu cao tinh thần tuổi cao, ý chí càng cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy vai trò kinh nghiệm của mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Năm 2024, cấp ủy, chính quyền và các cấp hội người cao tuổi tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi neo đơn, khó khăn, với tổng giá trị trên 26 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới 19 căn nhà cho người cao tuổi nghèo với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Người cao tuổi trong tỉnh đã tích cực ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, chia sẻ với người dân miền Bắc bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 gây ra. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm bằng những đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, địa phương phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc bảo vệ, chăm sóc đối với người cao tuổi, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng thông điệp, chủ đề của tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, mỗi người dân và toàn xã hội. Dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tặng 23 phần quà cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thanh Năng làm trưởng đoàn đã đi thăm, chia sẻ khó khăn và trao tiền hỗ trợ cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Chia sẻ với những đau thương mất mát về người và tài sản mà tỉnh Lào Cai đã phải gánh chịu bởi thiên tai, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh Năng đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho Ban vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai, trao 400 triệu đồng hỗ trợ huyện Mường Khương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ huyện Bảo Yên 500 triệu đồng. Tại tỉnh Yên Bái, sau khi nghe lãnh đạo địa phương thông tin về tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra trên địa bàn, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh Năng đã chia sẻ khó khăn với chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh Năng đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái và 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân huyện Lục Yên, đồng thời trao 300 triệu đồng của nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho huyện Lục Yên và 200 triệu đồng cho thành phố Yên Bái để khắc phục hậu quả thiên tai. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh Năng cũng đã đến trao tiền hỗ trợ cho tỉnh Tuyên Quang 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của bão lũ. Nhân dân thành phố Quảng Ngãi cũng hỗ trợ huyện Chiêm Hóa 300 triệu đồng. Tính đến chiều nay, ngày 30 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ của hơn 400 tổ chức, cá nhân, đơn vị với số tiền gần 21 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chuyển 14 tỷ đồng hỗ trợ kịp thời người dân vùng thiên tai. Trước đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trích từ nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh 10 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 3 và mưa lũ gây ra. Sáng nay, tại di tích trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ thuộc Tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tổ chức lễ kỷ niệm 148 năm ngày sinh nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng. Ngày 1 tháng 10 năm 1876, ngày 1 tháng 10 năm 2024. Nguyên quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ Huỳnh Thúc Kháng nổi tiếng thông minh, học giỏi và đạt giải cao trong các kỳ thi. Kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, cụ Huỳnh không ra làm quan
mà dấn thân vào các hoạt động yêu nước diễn ra sôi nổi những năm đầu thế kỷ thứ 20. Cách mạng tháng 8 thành công, trân trọng tài năng đức độ của cụ Huỳnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ tham gia nội các chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Đầu năm 1946, cụ làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Tháng 5 năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, cụ được giao chức vụ quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ ngày 31 tháng 5 năm 1946 đến ngày 20 tháng 10 năm 1946, trên cương vị quyền Chủ tịch nước, cụ Huỳnh đã tham gia giải quyết nhiều công việc quan trọng, điều hành bộ máy nhà nước, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề về đối nội và đối ngoại theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Năm 1946, cụ Huỳnh về làm việc tại Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ, đóng tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Do ốm nặng và tuổi cao sức yếu, cụ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21 tháng 4 năm 1947, thọ 71 tuổi. Lễ kỷ niệm 148 năm ngày sinh nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Huỳnh Thúc Kháng là dịp để tưởng nhớ tri ân những công lao to lớn của cụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời phát huy và giáo dục truyền thống hiếu học, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Thông cáo về kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 20. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20 đã tiến hành kỳ họp thứ 27. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1. Xem xét kết luận kiểm tra tài chính Đảng năm 2023 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mộ Đức. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, năm 2023 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mộ Đức. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mộ Đức còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức Đảng được kiểm tra nghiêm túc, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến. 2. Xem xét kết luận giám sát đối với chi bộ Cục Thống kê tỉnh và các đảng viên tại chi bộ Cục Thống kê tỉnh. Tổ chức đảng, đảng viên tại các đảng bộ Cục Hải quan tỉnh, đảng bộ Sở Nội vụ, đảng bộ Sở Tài chính. Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến. 3. Theo quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai các thông báo, kết luận, quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Thay mặt Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Võ Văn Quỳnh đã ký. Ngày 2 tháng 10, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức tổng kết phong trào thi đua Cựu Chiến binh Gương Mẫu giai đoạn 2019-2024. Những việc làm thiết thực của những cá nhân, tập thể, các cựu chiến binh từ vùng nông thôn đến thành phố, từ vùng biển đến vùng cao xa xôi, càng ngời sáng phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. 6 năm qua, cùng với việc phối hợp với lực lượng công an, Hội Cựu Chiến binh xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn phối hợp với Hội Cựu Chiến binh xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tham gia gìn giữ trật tự an toàn vùng biên hai tỉnh. Có sự là phối hợp chặt chẽ trong quá trình tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng công an của hai đơn vị thì tình hình trong thời gian qua là cũng đã giảm. Không chỉ tham gia bảo vệ an ninh trật tự, nhiều hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đã tham gia công tác cộng đồng hướng về cơ sở với nhiều mô hình như đón học sinh đến trường, khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng cửa hàng quần áo cũ không đồng, giúp đồng bào dân tộc có cuộc sống còn khó khăn, hớt tóc cho trẻ em nghèo. Ở Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, 6 năm qua,
cựu chiến binh Nguyễn Quang Thế đã huy động các mạnh thường quân duy trì nồi cháo thiện tâm, vận động nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đóng góp để xây dựng một số công trình nước sinh hoạt cho đồng bào. Thống nhất với nhà tài trợ là em chỉ có khảo sát, nghiệm thu và bàn giao vận hành cho người dân. Còn lại về cái việc kinh phí chuyển tiền tới như thế nào thì sau khi em nghiệm thu đồng ý là giếng nước đã đạt tiêu chuẩn thì nhà tài trợ sẽ về kiểm tra và chuyển tiền trực tiếp cho đội khoan. Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, nhiều cựu chiến binh tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, tạo nên năng suất chất lượng cao, tham gia vệ sinh môi trường đồng ruộng. Trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây, cựu chiến binh Văn Công Cũ, quê ở tỉnh Đồng Tháp, đến đất này làm ăn sinh sống. Ông đã thành lập mô hình trồng cây ăn trái theo kiểu Nam Bộ bên cung đường Trường Sơn Đông, góp phần khởi nguồn cảm hứng để đồng bào dân tộc vươn lên giảm nghèo. Quảng Ngãi có vùng biển dài và huyện đảo Lý Sơn. Nhiều năm qua, các cựu chiến binh các xã biển tích cực tham gia khai thác thủy sản. Cựu chiến binh Bùi Văn Thân đã tích cực tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, góp phần tuyên truyền về công tác IUU, chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Tuyên truyền cho họ là nắm bắt được về luật biển đảo, không xâm phạm về biên giới biển đảo các nước là luật đã ra rồi, và cấp thuyền trưởng và thuyền viên ấy mình đã học rồi thì mình phải nắm được cái luật biển để thực hiện. 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi đã được tổ chức phát động sâu rộng, đúng hướng và luôn bám sát nghị quyết, chủ trương của cấp ủy đảng, góp phần xứng đáng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, trong 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 2 cờ thi đua xuất sắc, 119 bằng khen, Bộ ngành Trung ương tặng 3 bằng khen, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng 12 cờ thi đua xuất sắc và 24 bằng khen. Tiếp tục cái phong trào thi đua là hướng về cơ sở, lồng ghép các cái nội dung thi đua vào các cái chương trình phối hợp ký kết giữa cựu chiến binh với các ban ngành, giữa cựu chiến binh với Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể theo cái chức năng nhiệm vụ của mình để tạo cái sự lan tỏa và mang cái tính thiết thực hiệu quả. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn từ năm 2019 đến 2024 đã để lại ấn tượng sâu đậm, người sáng phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, được đảng và nhà nước tín nhiệm và nhân dân gắn bó tin yêu. 89 tác phẩm vào vòng chung kết cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 9 năm 2024. Các tác phẩm này đã qua 3 vòng loại chấm online và đủ điều kiện trưng bày, chấm giải chọn 11 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 567 tác phẩm mà Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 9 năm 2024 đã nhận được sau 3 tháng phát động. Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi với chủ đề Quảng Ngãi những khoảnh khắc do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức. Các tác phẩm tham gia cuộc thi đã phản ánh sự đổi mới và phát triển của quê hương Quảng Ngãi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, phong cảnh, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, những khoảnh khắc trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân Quảng Ngãi. Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 9 năm 2024 nhằm tạo điều kiện cho các tác giả nhiếp ảnh trong tỉnh sáng tác ảnh nghệ thuật về quê hương, con người, sự đổi mới và phát triển, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi với bạn bè trong nước và quốc tế. Ra mắt câu lạc bộ dân ca bài chòi, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân ca bài chòi trực thuộc trung tâm. Câu lạc bộ dân ca bài chòi được thành lập có 25 thành viên. Nghệ nhân ưu tú nhạc sĩ Trần Tám làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Câu lạc bộ là nơi tập hợp những người yêu thích môn nghệ thuật dân ca bài chòi, tạo một sân chơi văn hóa văn nghệ lành mạnh bổ ích. Câu lạc bộ thường xuyên duy trì luyện tập để nâng cao trình độ kỹ năng hát, biểu diễn của các thành viên cũng như tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành đề án bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, định hướng đến năm 2030. Chú trọng đến việc phát triển,
nhân rộng mô hình trình diễn nghệ thuật bài chòi gắn với các hoạt động văn hóa du lịch, trao truyền phát huy giá trị di sản cho thế hệ trẻ. Dịp này, hội viên câu lạc bộ đã biểu diễn các tiết mục dân ca bài chòi đặc sắc như liên khúc dân ca khu năm, gửi lòng con đến cùng cha, hò chèo thuyền, lý vải chài, hội bài chòi. Sáng nay, huyện Trà Bồng phối hợp với Quỹ Từ Thiện Niềm Tin Vàng, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNC, khởi công xây dựng công trình Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú, Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Trà Hiệp. Công trình với hạng mục nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng học, nhà vệ sinh và trang thiết bị. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 4,5 tỷ đồng do Quỹ Từ Thiện Niềm Tin Vàng thuộc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tài trợ. Trong đó, cán bộ công nhân PNG đóng góp 1 tỷ đồng, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung 3 tỷ đồng, gia đình ông Cao Ngọc Liên 500 triệu đồng. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trà Hiệp nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Trà Bồng. Toàn trường có trên 430 học sinh ở hai bậc học Tiểu học và Trung học Cơ sở. Những năm qua, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, thiếu phòng học, nhà vệ sinh cho học sinh. Quỹ Từ Thiện Niềm Tin Vàng, Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNG tài trợ xây dựng công trình, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất cho nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tối qua, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra trận chung kết và bế mạc giải bóng đá Futsal tỉnh Quảng Ngãi năm 2024. Đội thành phố Quảng Ngãi đã xuất sắc đoạt chức vô địch. Trận chung kết giữa hai đội thành phố Quảng Ngãi và Trần Gia FC diễn ra sôi nổi và kịch tính. Qua hai hiệp đấu, đương kim vô địch thành phố Quảng Ngãi xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Qua đó, lần thứ hai liên tiếp đoạt chức vô địch. Giải bóng đá Futsal tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 thu hút 140 vận động viên đến từ 10 câu lạc bộ bóng đá Futsal trong tỉnh. Qua 23 trận đấu, với 90 bàn thắng được ghi, giải bóng đá Futsal tỉnh Quảng Ngãi diễn ra trên tinh thần thể thao đoàn kết trung thực, cao thượng và tiến bộ. Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, pha bóng đẹp. Kết thúc giải, đội bóng đá Futsal thành phố Quảng Ngãi xuất sắc giành huy chương vàng, Trần Gia FC đoạt huy chương bạc, Trí Huỳnh FC và Trung tâm bóng đá Phát Đạt đoạt huy chương đồng. Phong trào Futsal tại Quảng Ngãi đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự tham gia đông đảo của các đội bóng từ mọi lứa tuổi. Nhiều giải đấu Futsal phong trào được tổ chức thường xuyên, thu hút không chỉ các cầu thủ nghiệp dư mà còn cả những người yêu thích bóng đá. Giải bóng đá Futsal tỉnh Quảng Ngãi thúc đẩy phong trào thể thao của tỉnh ngày càng phát triển, góp phần tuyển chọn thành viên cho đội tuyển Futsal Quảng Ngãi tham gia thi đấu trong thời gian tới. Chương trình thời sự tối nay kết thúc. Quý vị có thể theo dõi chương trình và các thông tin cập nhật trên fanpage và YouTube Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.